Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn có thể đăng nhập vào trang web của Amway để chúng ta có thể đặt hàng cũng như là có thể học một số cái thông tin về Amway. Thì đầu tiên trên trang web các anh chị đánh www.amway.com.vn hoặc là amway2u.com đều được các anh chị. Cả hai đều được. Sau đó bên phần cái ADA number này, các anh chị nhập cái mã số của mình vào. Ví dụ đây là mã số của mình thì là 2180888 và mật khẩu thì mình sẽ nhập ở bên này. Sau đó mình sẽ bấm vào nút là login. Đối với một số các anh chị mà chưa có biết cái mật khẩu của mình thì các anh chị trong cái bao thư đầu tiên mà các anh chị đăng ký với công ty là sẽ có cái mã số và mật khẩu của các anh chị. Ngoài ra nếu mà các anh chị có thắc mắc gì, các anh chị vui lòng gọi vào số tổng đài giúp mình. Số tổng đài mình đánh mẫu cho các anh chị là 1900 1850, thì các anh chị có thể gọi vào số tổng đài của công ty Amway, thì tổng đài sẽ hướng dẫn cho anh chị lại cũng như là cho anh chị lại về mật khẩu cũng được các anh chị nhé. Sau đó chúng ta bấm vào phần login, và các anh chị là người mới đăng nhập thì các anh chị vào đó các anh chị phải đổi lại mật khẩu giúp mình. Đổi lại mật khẩu. Khi các anh chị bấm vào login á, thì đây là cái nút là tri vấn BV. Tri vấn BV á, là nói lên cái điểm số của các anh chị cũng như là nói lên cái thu nhập của các anh chị. Ví dụ đây là cái điểm số và cái thu nhập của mình. Và đây là có những người á, mà từ Platinum trở lên đó anh chị, thì mình sẽ có cái sơ đồ tuyến như thế này. Đây là cái sơ đồ tuyến của mình thì nó rất rất là dài. Và trừ những người Platinum ra thì họ tự quản lý, còn chúng ta sẽ quản lý những người còn lại chưa là Platinum các anh chị. Và chúng ta có thể truy vấn đơn đặt hàng của chúng ta, ví dụ như là đơn đặt hàng theo ngày, trong cái ngày nào mình đặt hàng, đơn hàng gì, và trong này có chi tiết luôn là chúng ta đặt cái gì, nó khá là chi tiết, cho nên các anh chị có thể vào đây để xem. Rồi, ngoài ra chúng ta có thể vào truy cập thông tin cá nhân. Truy cập thông tin cá nhân là những cái thông tin cá nhân của mình, như là địa chỉ nhà của mình, rồi email, rồi số tài khoản ngân hàng và rất là nhiều thứ, và tên người bảo trợ. Rồi, bên cạnh đó chúng ta có thể vào cái trang e-learning. E-learning để các anh chị có thể học online, là học trực tuyến, những nội dung cực kỳ tuyệt vời từ phía công ty. Cho nên các anh chị đầu tiên các anh chị nên lên đây học online, và chúng ta được công ty cấp bằng luôn các anh chị. Trong cái nội dung học online này có những cái câu chuyện về Amway, những sản phẩm về sắc đẹp, những sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia dụng, rồi kinh doanh, rồi những khóa học dành cho lãnh đạo. Đây là những khóa học dành cho lãnh đạo. Có nghĩa là trong những khóa học dành cho lãnh đạo này, chúng ta có những cái khóa học về chương trình top up, mục tiêu Sapphire Emerald và điều kiện đạt tái đạt, và rồi học về Zipkin. Rất là nhiều cái khóa mà chúng ta có thể học trong cái khóa học kinh doanh của công ty, từ khóa học lãnh đạo này các anh chị ha. Rồi, good. Bên cạnh đó mình muốn chia sẻ với các anh chị thêm về cái tài liệu huấn luyện. Chúng ta cần những cái tài liệu huấn luyện trong kinh doanh Amway á, thì các anh chị có thể vào đây, các anh chị có thể tải về những cái tài liệu huấn luyện. Và các anh chị muốn biết tất cả địa chỉ của công ty thì các anh chị vào phần liên hệ, thì các anh chị sẽ có tất cả địa chỉ công ty, tất cả mọi nơi để chúng ta có thể đi đến bất kỳ chỗ nào của Amway chúng ta cũng làm việc được hết các anh chị nha. Rồi, và trong này thì chúng ta có thể coi được những cái dòng sản phẩm từ cái tab như thế này, và chúng ta coi được giá sỉ và giá lẻ luôn anh chị. Và bên cạnh đó tương tự như vậy thì những dòng sản phẩm khác anh chị ha. Và bây giờ mình sẽ quay lại phần hỗ trợ kinh doanh cho các anh chị. Và trong phần hỗ trợ kinh doanh này có một cái từ là từ giỏ hàng. Các anh chị có thể vào giỏ hàng. Các anh chị có thể vào giỏ hàng để đặt hàng. Và bên góc bên tay phải này, ở phía trên này cũng có một cái giỏ hàng các anh chị. Chúng ta bấm vào giỏ hàng. Chúng ta muốn đặt sản phẩm nào á, thì chúng ta sẽ đánh vào cái mã số đó. Tuy nhiên đầu tiên mình muốn hướng dẫn các anh chị ở đây là tên. Đây là tên của mình, là mình vào cái mật khẩu của mình là tên của mình. Tuy nhiên á, là mình là người đặt hàng, nhưng mà người nhận thành tích là có thể là người người A, người B, người C gì đó. Ví dụ ở đây mình đổi là 221614 chẳng hạn. Đây là mã số của một bạn tuyến dưới là bạn Trần Bảo Giang. Thì chúng ta có thể đặt hàng, mình tự đặt hàng, nhưng mà đặt hàng điểm chạy vào tuyến dưới của mình vẫn được các anh chị. Mình đặt hàng cho tuyến dưới, đặt dùm tuyến dưới vẫn được. Và đây chúng ta chọn nơi lấy hàng.
Các anh chị có thể chọn những cái chỗ nào để lấy hàng. Thứ nhất là anh chị có thể nhận tại nhà. Anh chị chọn tại nhà. Thì ở đây chỗ Bảo Giang thì chưa có đăng ký địa chỉ giao hàng tận nhà. À, cho nên chưa có. Ví dụ mình đổi lại là mình đặt hàng cho mình là 2180888. Thì khi mình đặt hàng cho mình đó, thì mình chọn địa chỉ giao hàng tận nhà, thì nó sẽ hiện ra là địa chỉ nhà của mình các anh chị ha. Và các anh chị có thể chọn tiếp là nhận hàng tại điểm giao hàng ở các tỉnh, hoặc là nhận hàng tại các trung tâm phân phối. Thì trong nhận hàng tại trung tâm phân phối thì các anh chị muốn nhận ở đâu thì nó cũng sẽ hiện lên cho các anh chị. Và còn một cách nữa, thay vì các anh chị phải đánh cái mã số vào đây, đánh mã số vào đây, mã số bao nhiêu và số lượng bao nhiêu, thì ở đây chúng ta còn một cách nữa, đó là chúng ta trực tiếp chúng ta vào cái sản phẩm luôn, và chúng ta tự trực tiếp chúng ta đánh vào cái ô gọi là thêm vào giỏ hàng, tức là chúng ta giống như đi chợ vậy đó các anh chị. Chúng ta thêm vào giỏ hàng thì cái sản phẩm này nó sẽ tự động chạy qua bên một giỏ hàng của chúng ta. Và sau khi chúng ta đã thanh toán, chúng ta đã đặt được hàng, thì cái mục này là cái mục thanh toán. Sau khi chúng ta vào mục thanh toán thì chúng ta sẽ được xem lại một lần nữa về cái đơn hàng của mình. Và các anh chị chọn có thể thanh toán bằng tiền mặt thì các anh chị tới trực tiếp để các anh chị thanh toán. Các anh chị thanh toán chuyển khoản thì các anh chị đang ngân hàng, các anh chị chuyển khoản. Các anh chị thanh toán trực tuyến có nghĩa là các anh chị đã dùng Internet Banking khi mà các anh chị đã đăng ký ngoài ngân hàng rồi, thì các anh chị chuyển tiền điện tử. À, các anh chị chuyển trực tiếp trên máy tính hoặc là trực tiếp trên điện thoại của mình qua cho công ty. Sau đó các anh chị bấm hoàn tất đơn hàng. Nếu các anh chị không lấy đơn hàng hoặc sau khi hoàn tất thì các anh chị sẽ bị trừ 50.000 là cái phí dịch vụ. À, và nếu các anh chị đặt hàng trên 2,5 triệu sẽ được giao hàng tận nhà miễn phí. Nếu mà dưới 2,5 triệu thì chúng ta có cái tiền phí dịch vụ và phí vận chuyển là 50.000 đồng các anh chị. Ok. À, vừa rồi thì trong cái khoảng thời gian có thời gian một chút thì mình hướng dẫn cho các anh chị có thể là làm những cái động tác cơ bản để mình biết được đặt hàng như thế nào. Và số điện thoại của tổng đài của công ty là 1900 1850. Các anh chị có thể liên lạc cái số tổng đài này để mà giải đáp những cái thắc mắc cho các anh chị. À, rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã chú ý lắng nghe. Và xin chào và hẹn gặp lại.